Hello, xin chào quý khách hàng đã quay trở lại kênh của máy hàng em Quyền nha. Hôm nay một lần nữa cảm ơn anh khách, anh Hoài, ảnh ở Bến Tre. Hôm qua ảnh có lên Sài Gòn bằng cái giấy phép bên ngành của quân đội gì đó, làm cái bệnh viện dã chiến về Bến Tre. Hôm nay ảnh nói về dưới làm 10 con đó thấy ok quá. Sáng nay lên lấy thêm 6 con ạc 250 da xích có chữ tàu nha quý khách nha. Quý khách để ý đây là 6 con khác 10 con ngày hôm qua. Đây là ạc 250 da xích mà có chữ tàu. Đây là phiên bản mà kênh máy hàng em Quyền nhập khẩu nguyên chiếc từ bên cái đại lý của da xích ở Thâm Quyến nha quý khách hàng nha. Rồi quý khách đang theo dõi trên màn hình, đây là mình chuẩn bị đi giao cho ảnh. Hôm nay là xe chắc còn chừng nửa tiếng, tiếng nữa là sẽ tới. Thì cho nên trước khi đóng gói mình phải thử cho ảnh, rồi bắt đầu xe sẽ lên và chở về Bến Tre. Rồi thì cái này cũng đã giới thiệu ngày hôm qua rất là kỹ rồi. Đây là dòng ạc 250 sử dụng IGBT, ở bên trong ruột nó ba bo. Hôm nào mà khách hàng mà để lại comment đi muốn mình làm bên trong á nha, thì nói thì mình sẽ làm bên trong nha quý khách hàng nha. Mặt tiền của em nó là có hai chức năng, một cái nút này là để chỉnh dòng chính và nút này là dùng để chỉnh chế độ hàng leo hàng trèo đó, leo trèo mà mình ưa nói đó nha, trèo leo leo trèo đó. Rồi bây giờ mình sẽ test nhanh để nó đóng gói. Chết màu rồi, nó chạy lung tung rồi, mình quay phim không được quý khách ơi. Đây, đây quay cầm quay giùm coi, đó giờ quay không có được rồi, thua rồi, nó lắc 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 quá rồi. Rồi, đây là 6 con máy mà anh khách ở Bến Tre là ảnh mới vừa yêu cầu mình là phải tranh thủ test giùm ảnh để về dưới là để anh đem vô bệnh viện, đem vô cái xưởng cơ khí để làm bệnh viện dã chiến hay cái gì đó mình không biết. Thì mình sẽ hàng test. Đây là clip này mình không nói dai dòng ấy, lộn dòng dài nha quý khách hàng nha. Đây là con ạc 250 da xích có chữ tàu, đây là giá sư. Đó, tiếng Hoa là giá sư mà nhiều người cứ nói là con này không phải, mình đau đầu này quý khách, là cho bên này mình test lại lần nữa quý khách coi nè. Điện thoại cho mượn điện thoại anh test cho khách coi kìa, coi nó đúng không nha. Bây giờ bên em có WeChat không? Không có WeChat khó lắm. Anh lướt xuống nó có cái test cái đâu, test cái này à. Này quý khách nhìn nè, đó mà Safari nó này nó chạy bên đó, nó dẫn cái đường link vô WeChat à, wixin.cucu.com nha quý khách hàng nha. Này quý khách thấy không đó, rồi đợi mất thời gian của quý khách. Nếu mà mình quất direct trên WeChat á là nó vô, còn mình chết chết bằng camera điện thoại thì nó sẽ vô đường đường link. Rồi mình sẽ nói tốc hành thôi, tại vì ngày qua nói rồi nhưng mà hôm nay sẵn dịp test rồi mình lợi dụng với lộn tận dụng cái thời gian test này là mình khoe với khách hàng luôn. Kệ, coi có ai tin tưởng ủng hộ thì từ đây tới 15 tháng 9 con này mình bán rẻ lắm nha. Còn trước trước đại dịch là mình bán con này mắc lắm á, 3 triệu á, 3 triệu 2 gì đó. Nhưng mà giờ dịch bệnh quá rồi bán hết 2 triệu 6. Từ đây tới 15 tháng 9 quý khách nào mà có yêu thích mến kênh máy hàng em Quyền á, nói riết lẹo lưỡi luôn quý khách ơi. Rồi mình test từng con đâu, rồi mình đang cắm điện con này phải không? Rồi đó, bỏ ở đây đi đó, bỏ bối cảnh này nó khác ngày qua nha quý khách. Cái ông Bến Tre này ông khoái rồi, ông mua có 10 con rồi, bây giờ khoái rồi, gắn kìm hàng vô dấu cộng, gạt mát vô dấu trừ. Rồi bây giờ đũa thì tận dụng mấy cái đũa dụng dụng nè, 4 ly nè quý khách. Rồi giờ nó khổ tới cỡ đó, không 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 có phung phí được. Rồi, hàng nha quý khách nha. Đang để dòng mạnh quá vậy, nhỏ nhỏ thôi, máy nó mạnh mà. Rồi, quất coi, sao kỳ vậy, sao không có lửa, có rồi. Hay quá, hên quá. Quá hên. Rồi, trời ơi, 4 ly mà để vô cái nó mồi phò phò luôn. Đó, quý khách theo dõi trên màn hình là con ạc 250 250 phiên bản da xích có chữ tàu, da xưa. Đó, không có tem của Welcome cơm, nhưng máy hàng kênh máy hàng em Quyền sẽ đảm bảo là 100% là do nó làm ra nha quý khách.
Nếu mà quý khách nào mà kiểm tra nói không phải, mình sẽ lộn đầu xuống đất mình đi, tự thiêu luôn. Giá siêu siêu rẻ, bởi vì đại dịch Covid-19 nó làm tổn hại nền kinh tế, không những riêng cho mọi người mà nó cho cái bên kênh máy hàng em quyền luôn. Bây giờ chi phí đồ khó khăn cho nên bán 2,6 triệu luôn nha quý khách. Đó, một con test tóc hành vô. Tới con thứ hai. Tới con thứ hai. Mình làm rất là kỹ. À, thứ nhất nhân dịp này cũng cảm ơn anh Hoài nha. Anh Hoài ở Ba Tri Bến Tre. Anh đã tin tưởng và đã rất là ủng hộ em trong vòng có 2 ngày nay mà anh đã lên anh ủng hộ cho em là được đây là 16 con rồi nha quý khách. Rồi mấy hàng em quyền cũng đua đòi nhào ra hàng nữa, không biết mồi được không, đừng làm mất uy tín tôi nha. Đó, đũa mồi mất uy tín tôi nha. Rồi chết bà rồi, chọt luôn đi, hay có dần nhờ mồi giùm. Lần nào cũng vậy quý khách, đòi ra hàng là phải ra mình phải mồi. Đó, bữa nay biết mồi rồi. Mồi coi, đó quá hay rồi. Né né chỗ tôi mới hàng nó lọt sỉ rồi, hồi gõ cho khách coi. Khổ quá, quẹt ra đi, nó bể lớp thuốc rồi đó. Quẹt cho nó tróc hết đi. Rồi, quá dữ rồi. Nhẹ nhàng đừng có đè quá, nó hít ghê lắm, nó có hồ quang là nó hít lửa xuống. Chắc là phải trợ giúp nha quý khách. Như giờ này lụm mấy cái đũa 4 ly cũ đó. Chắc cho mình trợ giúp nha quý khách. Tại vì hàng mồi không có quen, hàng que quý khách biết rồi. Mồi không quen là nó sẽ dính. Đó, quý khách đang theo dõi trên màn hình là nhân vật chính, mình là người nói mướn thôi. À, nói mướn này 2 tuần rồi mà ngày nào cũng cho uống cà phê 3 cử thôi nha quý khách. À, quý khách đang theo dõi trên màn hình là mà chủ thớ kênh máy hàng em quyền đang biểu diễn hàng đũa 4 ly 6013 trên 6 con máy hàng ạt 250 da xích phiên bản chữ tàu, phiên bản da sữa. Đây là quý mình khẳng định với khách hàng, quý khách hàng yêu mến tin tưởng thì có một kiến thức mà mấy nay mình chia sẻ đó, thông tin thì quý khách cứ lụm về xài. Đừng có máy mình là không có đóng dấu welcome, bởi vì mình là một pháp nhân riêng, cho nên nếu mà quý khách yêu cầu mình đóng tên á, thì mình sẽ đóng cái tên của cái nhà nhập khẩu cho kênh máy hàng em quyền nha, chứ còn mình đóng welcome vô là nó tào lao liền. Rồi tiếp theo là hai con rồi đúng không, đây con này rồi phải không ta, hai con trên này phải không. Rồi chúng ta tiếp tục tới con thứ ba, tranh thủ nha quý khách hàng, hàng ít ít thôi, khách hàng chờ lâu lắm, clip nó dài không nên gắn dây que vô. Tự gắn đi. Mình đưa cái mặt vô đây hoài kỳ quá. Rồi quất luôn đi. Rồi quất. Trong thời gian chờ đợi mình cắm tiếp con khác nha quý khách. Rồi lại không biết mồi nữa quý khách ơi, em đau đầu của vụ này. Đó, đều mồi được rồi đó. Chọt cái này có lửa thôi. Nhiều khi cái lớp thuốc trên đầu nó bể là nó cũng tai hại lắm. Đó là con máy thứ ba. Kênh máy hàng em quyền đang test nha quý khách hàng. Đây là con máy thứ tư mình đã mở đèn rồi, mình chỉnh sẵn luôn để khách hàng làm lâu clip dài. À, đúng ra mình không nói lại con này nữa, nhưng mà làm cái clip này để gửi lời cảm ơn đến anh Hoài ở Ba Tri Bến Tre. À, cảm ơn anh rất nhiều, anh đã ủng hộ kênh máy hàng em quyền, đã là hôm nay mới có 2 ngày mà đã được 16 con rồi. Em không biết công việc của anh ở dưới đó là làm cái gì mà sao anh cần máy này dữ vậy. Rồi, em sẽ test cho anh rồi em gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ. Rồi thôi được rồi, ngưng đi để nó mất thời gian, clip dài rồi. Chủ yếu là mình tri ân khách hàng thôi. Đây là con máy thứ tư nha quý khách hàng. Để mình đóng gói rồi tranh thủ nữa, cũng xin giấy phép rồi rắc rối lắm. Đâu rồi. Rồi, đây là con thứ tư nha quý khách, mình tranh thủ. Rồi quất đi. Bỏ qua đây, đây là con thứ tư. Cứ test thoải mái, còn muốn dùng quyền trợ giúp thì mình qua mình mồi cho. Rồi mồi hoài hết cũng không quen luôn mới đau chứ. Rồi hay quá rồi, giờ biết mồi rồi. Đây là con thứ năm. Con thứ năm màn hình đã sáng nha quý khách hàng nha. Rồi tranh thủ thời gian để còn giao cho ảnh nữa. Bây giờ ảnh cho một cái giấy xin qua cái trạm, dấu đóng dấu quân đội rồi mới đi được. Cho nên nếu mà không quay clip thì sẽ là phụ lòng. Nguyên tắc trước khi mình giao hàng lúc nào mình cũng phải test cái máy hết nha khách. Cho nên là mình phải test và mình quay lại để mình lưu lại trên YouTube, mình làm một cái kỷ niệm luôn. Rồi tiếp tục qua con thứ năm. Quý khách đang theo dõi là con thứ năm, mình test nhanh. Để clip nó dài quá khách cũng không có được vui. Con thứ năm.
Và con thứ 6 mình cũng đã cắm điện sẵn rồi, chỉnh dòng sẵn luôn cho nó đỡ tốn thời gian. À, clip này là gửi lời cảm ơn rất nhiều tới anh Hoài ở Ba Tri Bến Tre. Rồi, thôi được rồi, bây giờ rồi cho hàng hết đi cho đỡ ghiền. À, cho hàng luôn, kênh máy hàng em Quyền dặn là phải cho hàng nữa mới chịu. Rồi cho nên là thôi. Đó. Cũng cảm ơn quý khách là anh Hoài ở Ba Tri Bến Tre đã lặn lội chạy từ ở dưới Bến Tre lên đây để hút mấy con này đem về dưới để làm. Rồi bây giờ mình xin phép quý khách hàng mình sẽ chuyển qua con máy cuối cùng là con máy thứ 6 và kênh máy hàng em Quyền. À, tức là em Quyền đó là sẽ trực tiếp hàng một cái đũa Bali 2 trên cái con máy thứ 6 này. Rồi sau đó mình sẽ chút xíu nữa mình xong cái clip này mình sẽ làm một cái clip về con máy MIG 250 F của Gia Xích mà cũng phiên bản Thái Lan nha quý khách hàng nha. Tại vì trong mình nhập những cái dòng máy của Thái Lan là loại mà truyền thống hồi xưa giờ không á. Là cho nửa tiếng nữa đi mình sẽ làm một con MIG 250 F phiên bản của Thái Lan. Đây, trước mặt của quý khách này, chút xíu mình làm nha quý khách. Mình sẽ làm con này. Sau khi mình đóng gói 6 con này gửi cho anh Hoài ở Ba Tri Bến Tre, mình sẽ giới thiệu đến quý khách một quyền thoại MIG 250 F Gia Xích. Phiên bản này rất là đẳng cấp, nó là máy cấp dây rời. Nha quý khách hàng, đây là máy cấp dây rời. Đó, máy MIG sử dụng cấp dây rời. Tức là nói theo kiểu dân gian là máy mẹ máy con đó. Và sẽ có thêm một phiên bản đặc biệt nữa. Rồi. Một cái phiên bản đặc biệt nữa là hàng que AC 250R112. À, mình sẽ giới thiệu luôn, tức là loại mà 20 MOSFET đó nha quý khách hàng nha. Rồi cảm ơn quý khách rất là nhiều. Rồi. À, cho phép xin khép cái clip lại tại đây. Em quay đảo vòng để anh cảm ơn anh Hoài cái. Rồi. Đã ủng hộ thêm 6 con máy AC 250 3 bo IGB, công nghệ IGBT chứ không phải MOSFET. Model là AC 250 Gia Xích có chữ Tàu. À, một lần nữa quý khách coi đây, quay qua là coi em hàng em Quyền hàng mà gõ sỉ được rồi. Rồi cảm ơn quý khách. Đó, đẹp quá, cái chiếu gần lại đó. Đó, mặc dù đó máy hàng, quý khách thấy cái mối hàng nó đẹp lộng la lộng lẫy không? Đó, coi mặc dù là không biết hàng nhưng mà hàng coi cũng ok đấy bộ. Đó, quan trọng là cái máy mà nó tốt là nó sẽ lập cái hồ quang nó đẹp lắm quý khách. Đó, đây là những đường hàng mà do em 250 ba bo IGBT phiên bản giá sửa với phiên bản chữ Tàu đã mang lại cái độ ngấu cũng như cái độ đẹp của mối hàng nó rất là xuất sắc nha quý khách hàng. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh Hoài ở Ba Tri Bến Tre. Và cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi và ủng hộ kênh máy hàng em Quyền trong suốt 2 tuần vừa qua. Mặc dù kênh máy hàng em Quyền cũng mới tập tành quay những video clip để gửi đến quý khách hàng những thông tin về những cái máy hàng rất là giá rẻ mà nhập từ Thái Lan, cũng như là những dòng máy hàng Gia Xích mà kênh máy hàng em Quyền nhập khẩu trực tiếp từ nội địa của Trung Quốc bên Thâm Quyến. Cho nên là quý khách nên nhớ đều là tất cả máy hàng của mình là không có chữ welcome nha quý khách hàng. Còn vấn đề đây là mình sẽ bán hàng bằng cái sự uy tín và cái chất lượng máy hàng cũng như cung cách phục vụ bán hàng. Tất cả quý khách hàng cảm thấy yêu mến kênh máy hàng thì cho mình xin một nút nhấn cái nút like nha, nhấn cái nút subscribe, chia sẻ những cái video nếu mà cảm thấy rất là hữu ích. Xin cảm ơn và xin chào quý khách. Sẽ gặp lại quý khách trong vòng nửa tiếng nữa. À, để giới thiệu về con máy MIG 250F cấp dây rời phiên bản của Thái Lan. Xin chào quý khách hàng. Xin chào.